Chào bạn. Đây, hôm nay đi thăm. Mấy bữa đây cũng cái đồng mía này. Của mình nha. Giờ chỉ có đồng mía hoang vu nhiều thôi các bạn. Đây. Đi ăn thì đấy, cũng không có hoang vu lắm. Ồ, cái lỗ gì? Lỗ này phải ăn rắn không các bạn? Ai mà kinh nghiệm cao nhìn chắc biết. Đây, cái con mối bực mình thì chịu thua. Mời xem ai mà thấy không? Chỗ này thì địa hình cứ xung quanh là mía. Đây có mấy cái cục đá cỏ người ta để đây, rồi mình đặt lồng thôi. Đây lồng mình đây, mình biết dính gì không? Ồ, nặng nha. Vô con hổ vậy là bạn ơi. Ồ, nói như ông Minh Phụng á, là bít lồng, bít lồng. Ai, bít lồng. Ai, con này cũng tầm ký thôi các bạn. Chỗ mình như rắn to, nó hiếm. Thấy đa số choi choi đằng này. Cỡ ký. Ký ký. Đó. Đó. Đó, vui rồi các bạn. Giờ con hổ vệ là thích chơi sướng rồi nha. Đây. Vô rồi. Mình thì phải đa số là cắp vệ nương thôi. Đây, cái lồng của mình đây. À, cắp vệ nương. Chuột thì tốt hơn các bạn. Nếu các bạn có điều kiện mua chuột á thì là ngon. Đó, có điều kiện mua chuột thì ngon hơn. Nhưng mà mình chỗ mình kiếm khó ra chuột lắm. Nên là cứ cắp về nương mà phang. Có gì xài đó nha. Rồi. Rồi, chào mấy bạn ha. Đây là rừng. Rừng mía mấy bạn ơi. Mía kia vườn người ta không vô bẫy được, chứ nếu đặt cái chỗ vườn điều đó chắc là nhiều các bạn. Và vườn người ta vô mình đặt là người ta lấy giùm không à. Nên ra mình phải ra chỗ hoang. Hoang vu như vậy thì đó, cứ vườn mía này kiếm mấy cái chỗ đá này các bạn thấy không? Người ta cày không được. Người ta xếp gọn vô. Thành cái thành ra được có cái để nơi mình bẫy. Đây. Đó, cây đồ vậy thôi. Đó, chỉ có chút xíu vậy thôi. Kiếm chỗ giống chỗ nghỉ mát vậy thôi các bạn. Đây, cỏ người ta nhỏ ta giúp sẵn mình đem mình phủ lên. Ôi giời, coi. Coi nào. Nặng đây. Ồ. Châu rồi, châu rồi. Ồ, lại được em châu. Hội châu à, con này bao nhiêu ta, con này chắc 7 lạng mấy bạn. Đấy, giống ông Minh Phụng mà con nào cũng bít lụp hết. Mình thì châu đây bé mấy bạn, tầm ký một ký hai à. Đây chỗ này mình bẫy cóc nha mấy bạn. Đó, châu. Ôi ngon rồi, nay là kiếm được 2 con châu nè. Thích rồi đó. À, thấy chưa các bạn? Lên chưa? Rồi. Bắt được cái đầu nó chưa? Chưa.
bắt con kia đi, bắt con kia đi. Bắt được tàu rồi, bắt được chưa? Được rồi. À, giỏi ghê. Cái cha sợ lặng lắm hay sao vậy? Ừ, rồi bắt con kia đi, bắt con kia đi. Thả nó đi, tha cho nó đi. Bắt được cái đầu đó chưa? Nó bắt được rồi nè. Giỏi ghê. Nó là sẵn rồi. Sẵn rồi hả? Ừ. Giới thiệu mấy bạn cái lồng bẫy chuồng mình mới thiết kế. Cái ngăn này phải dùng lưới nhỏ mình bao lại nha, để đựng rắn mối, thằng lằn đồ. Đây cho chuối. Tại sao cho chuối? Bởi vì mình bẫy con chuồng heo mấy bạn, mình bị cái lồng của mình bẫy rắn mối này, nhưng mà bị chuồng heo nó vô nó phá. Đây là cái lồng bẫy đáng lý dùng lò xo đó, nhưng mà không có, mình kiếm được lò xo bạn, lấy lại dây thun chơi. Đây đây cũng chưa biết có được hay không. Đây chưa biết là ngon hay không, để mình thử nghiệm xong rồi về cho mấy bạn coi nha. Để mai hoặc kia rắn mối mình đã sắp nát rồi, bị con chuồng vô nó cào. Đi thôi một cột nha bạn. Đây mấy ô đây, đây cái lồng của mình, lồng hai nha. Mình bỏ rắn mối vô đây. Đây em nó mối mình bỏ vào đây, cái chuồng nó vô nè. Đây chuồng heo nó vô, nó cắn này cái hòm mình nè, thấy không, thấy cái hòm mình chưa, đó cắn banh hòm nè, cắn banh lồng ở dưới nó ra nè. Đó thấy không? Tại sao biết chuồng heo? Tại vì nó vẫn còn lông mới bạn, nó dư lại mấy cái lông mà mình chuồng heo thì mình biết mà. Đây con chuồng heo mình đang nuôi đây, chúng ta chỉ cần nhìn lông là mình biết ngay. Đây cái con chuồng heo thú cưng của mình đây. Đấy, giờ nó dạng người lắm rồi, kêu ra cái là có đồ ăn là chạy ra liền, đưa tay là lập tập là táp cho cái nó là cứ nghe mùi có đồ ăn là giờ cứ ra kêu phát lắm rồi. Đó đây con chuồng heo thân nó đây. Đây thì hồi mình làm cái chuồng mới cho nó, mình đi bắt cá ốc sên thả cho nó ăn đi. Sao không lấy chuối? Quên, đúng rồi, lấy mấy trái chuối ra thả cho nó, đem trái chuối ra đây, lấy cái kéo cắt mới được. Con này con cái đây mấy bạn, để mình xuống mình bẫy được con đực nữa thì để coi nuôi nó có đẻ được không. Biết đâu là được, làm cái chuồng bự quá bạn thấy không, chuồng này là nuôi chó còn được nữa chứ nói nuôi chuồng. Giờ nó dạng người lắm. Lột cái vô. Bố chưa lột vỏ cho
Vườn mà cái hốc cây đó, mình làm cái hốc cây để cho nó ăn. Đó là vườn của nó mà nó cứ đó. Tham lam quá. Đó. À. Nó tham lam. Mình đi đem bẫy tròn. Đưa. Rồi, đây nhà mình đi. Đây. Nhà. À. Mình cái ở mang tiếng thị trấn Trận Bom nha. Đi xuống dưới ruộng riết đầy. Giờ không ai làm ruộng nữa, người ta bỏ hoang rồi. Xưa trồng ruộng nhiều. Chơi vô luôn các bạn. Ôi địt mẹ. Nó chạy nhanh quá. Bắt không kịp. Này, vườn tràm. Cái chỗ này thì trước cũng có con rắn bực lắm các bạn. Nhưng mà mấy thằng chuyên nghiệp nó vô nó bị lưới mất tiêu rồi. Suối. Đây là cái vườn mía mà nó chặt đây. Đây là suối đi. Rác đi xung quanh. Vườn chè. Đây anh em nào mà bẫy rắn á, đó, cái địa hình như vậy là quá chuẩn để bẫy nè. Đó, thấy chưa anh em? Bờ suối mà lại thêm bụi tre nữa thì quá chuẩn luôn. Anh em mà có lưới mà giăng thì ngon. Vườn nhà mình thì giăng được, chứ người ta thì đâu có giăng được. Không thì mình đặt lồng. Đây chỗ này mình dính con vện. Chỗ này chắc mình nghi dính con vện mà bị lấy mất lồng. Đó. Còn đặt trên đây là được con hổ hành. Xong bắt đầu bây giờ hôm nay đặt tiếp là bị con chuột nó phá đây. Giờ mình qua bên nó mình đặt. Thôi, à, mình đặt rồi thì đó, gần với nhà người ta luôn. Đó, cái chỗ rộng như vậy. Để mình cúp máy nha. Để mình qua chứ vừa đi qua vừa đi qua luôn được. Để vô vườn người ta, nó mà biết thì nó thăm giùm mình không à. Mình ra phải nhẹ nhàng, im lặng. Chứ cái nghề này đặt cái này giống như là đi trộm mà. Đây nha mấy bạn. Sau 2-3 bữa nữa thấy là có kết quả mình lưu lên cho mấy bạn coi.